Trong cái chương trình này là dự kiến là bên chỗ nhà này cho bên chỗ là tà bên gia đình Phật tử là quan tổ ông tộc đấy, với gia đình mình nữa cũng có cái hướng là sẽ góp tâm tài trợ cái nhà này là chính. Sau nếu mà sau cái duyên mình xây được cái nhà đây cũng xây được thì có ngày con nhà nó thì có tiếp tục đi khảo sát cái nhà tiến hành nó được ở đây còn 4-5 nhà nữa. Rồi tiến khảo sát nhà này có gì giúp khảo sát nhà thứ hai nha. Dạ. Thì bây giờ hôm nay là có công có gì thì đại diện bên là với các phụ nữ rồi để tài trợ trước rồi chuyển trước. Đi về chưa đây? Chưa gia đình đã dẫn mấy đứa vào đây. Cái quà cho con đó là cái này chồng mấy đứa nhỏ đây. Cái chương trình này đấy là đứng nhau trước là chìa khóa ra tay tức là thì là đứng ở chỗ đó chồng. Chồng rồi chồng. Cho nhà đảm bảo chất lượng và mưa cũng có mưa thì chắc khoảng hơn tuần con là làm khoảng 10 ngày thôi mà dạ. Hiện tại thì cũng bật giá một số mọi thứ nó lên cũng rất là khó khăn nên cho những con tài trợ để diễn biến thì nó được chịu trở lên thì nhờ các nhân công đó nghe được đi vào trong cái đó thì mình là đẹp đây chủ nhà của đây đó này đâu này đặt cửa đâu bên này đây bây giờ thế này Cái này là cái chương trình ấy. Cảm ơn chùa và
32 mét vuông. 32 mét vuông ở phía hè rồi, hết là 50 mét vuông. Thế là cả hè nó là tính là 50 mét vuông. Là 40. 4 mét, 4, 8, 8, 4, 3, 2 này. Cái này 8 mét vuông. 8 mét ở trên hè nó cũng phải là gần. 32 mình đứng có hè rồi nữa là lên đến 40 là đẹp quá rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
qua đó bà nói á. Rồi đây ta đứng ra luôn. Gặp sinh đôi mới 20 ngày tuổi. Thank you.
bà con làm trước giờ và dọn nhà về trước. Cái này mà làm cho cũ giữ nguyên này, cái này chứ có gì đâu, để cái tiền mà cái tiền đó bà con ấy, để phù mà làm cái nhà này chứ. Họ làm nhà bếp trước. Bếp xào nó nguyên giờ đi à?